cá đối vuông. Đón xem nhiêu ký? 50k. Không, bữa hổm trên mạng bán 40. Thì đúng rồi, đã đốt kính. Đấy vuông chứ. Không đi vuông mà, cá đối vuông. 40.000. 40.000 là sa cà đấy. Mua thiệt mà. Mua thiệt nha. Mua cá đối thiệt nè, mới kêu qua nè. Thấy chưa, bên kia người ta cũng mua kìa. Anh kêu người ta qua đây. Leo xuống đi. Đi mua cá mà khổ, khổ, khổ quá. Ha ha ha.